Xin chào mọi người, hôm nay mình làm giò cháo quẩy. Mình không biết cái giò cháo quẩy gọi có đúng không, đúng là giống hai cái chân giò chéo với nhau đó, gọi là cháo quẩy. Nhưng mà bắt chước người ta thì gọi là giò cháo quẩy đi. Mình sẽ xài cái bột mì all purpose flour, tức là bột mì đa dụng á, 200 g. Rồi mình xài double baking powder, tức là bột nổi á, nửa teaspoon. Mình xài cái này á, nó ít hơn cái của người ta, nhưng mà mình chịu khó mình đánh á, lát mình nhồi nó. Rồi mình cũng xài nửa teaspoon mang nở, tức là instant dry yeast, instant active dry yeast, tức là cái bột nở đó ngay lập tức. 1/4, 1/2 muỗng cà phê muối. Bên này mình cũng bỏ chút đường vô luôn cho nó đủ. Cũng tất cả cũng là 1/2 hết. Everything là 1/2. 1/2 double baking powder, 1/2 instant active dry yeast, 1/2 teaspoon sugar, 1/2 teaspoon salt. Rồi mình trộn chung lại hết trơn với nhau. Chất lỏng thì có hai thứ là dầu ăn và sữa. Sữa bạn muốn dùng sữa hay dùng, còn không muốn thì xài nước lạnh cũng được, tại nhà mình có sẵn thì mình xài thôi, không bắt buộc. Dầu ăn thì mình xài 1 muỗng canh đó. Muỗng canh này cái muỗng đo lường của Mỹ á. Bây giờ mình lấy dầu ăn, lấy sữa. Sữa mình xài cái loại sữa whole milk á, tức là sữa có chất béo nhiều. Nếu mà uống thì mình xài cái gì rô phần trăm, mà cái này làm mấy cái này thì bỏ vô thay vì mình không bỏ những cái chất béo mà bơ, thì mình xài sữa béo một chút. Mình cũng chẳng cần rây bột nữa, tại mình làm hoài mình thấy cũng không cần nữa. Cái này mình nhồi đến khi nó mướt thôi. Cái này mình trộn sơ rồi mình thò tay vô, rồi mình tuy ngó nó khô khô vậy đó, nhưng mà mình chịu khó mình bóp nó chập, rồi nó cũng bóp cho mình nhồi, vừa bóp cho đến khi nào mà cái thau mình nó sạch trơn luôn á, nó không còn dính ở trong thau nữa. Còn bạn nào mà không muốn mà nhồi kiểu khô vậy thì cho thêm muỗng cà phê vô nó cũng được, muỗng cà phê sữa. Nhưng mà mình cái công thức này thì mình làm mình thấy được rồi, còn cần tùy bột khô, bột nhiệt độ trong nhà nó cũng có thay đổi á. Những công thức chỉ có cái tính cách là tượng trưng thôi. Đây mình nhồi là mình để nó nghỉ, sau khi mình nhồi bột xong mình để nghỉ 30 phút, rồi mình nhồi lại lần nữa, rồi mình mới đem đi. Mình nếu các bạn á, muốn bỏ vô tủ lạnh thì bỏ, còn mình không có, tại vì mình làm liền mình đâu cần bỏ tủ lạnh. Mình sẽ bỏ nó vô trong, mình cho chút dầu để mà bao. Nhiều khi mình cũng không cần bao dầu nữa, nhưng mà bài bản thì làm vậy, nhưng mà không cần thiết. Xong mình bọc lại, mình bỏ vô trong cái nồi IP của mình á. Mình bỏ nồi IP của mình, còn nếu các bạn không muốn thì lửa trong nhà mình đi chỗ nào, bất cứ chỗ nào ấm á, thì mình để thôi. Mình để trong nồi IP của mình á là 2 phút rồi. Bỏ 2 phút rồi, nhưng mà bạn không có lấy ra liền, mình cứ để mình tắt cái nồi đi. Mình để nguyên nó ấm sơ sơ trong đó 1 tiếng nữa, tổng cộng là 3 tiếng. Còn nếu mà các bạn không có xài cái nồi IP á, thì bỏ vô microwave nó đậy kỹ lại, hay là bất cứ chỗ nào ấm. Còn nếu nhiệt độ phòng á, thì có thể hơn nữa nghe,
miễn sao mà khi cái bột của bạn mà nó double lên á, nghĩa là nó mình làm một cục mà bây giờ nó thể tích nó lên thành hai hai lần như vậy, ít nhất là hai lần chứ nhiều khi lên ba lần cũng được, ba bốn lần gì cũng được. Rồi mình đem ra mình cán. Mình chia ra làm hai đó, bạn thấy mình chia ra làm hai, mình cán nó ra. Rồi mỗi mỗi miếng nữa thì mình làm khoảng chiều dài của nó một tấc, chiều ngang của nó một tấc, chiều dài của nó là hai tấc, nhắm chừng vậy thôi chứ cũng tại vì mình có thể mình làm ra rồi mình kéo nó, vì là bột có măng có men chứ không phải măng, bột có men á, thành ra nó nhẽo nhẽo hơn. Nếu mà mình làm bằng bột nở không á thì cái bột nó khô hơn. Mình chia làm hai đó rồi mình làm cho dễ thôi chứ còn bạn để nguyên một miếng cũng được, cũng tùy thôi. Mà nếu mà mình làm á, mình nói sơ cái này thêm qua trong khi rảnh để chờ cán bộ thì mình nói cái này. Nếu các bạn mà làm men nở không á cũng được. Tức là 200 gram mình xài 1 teaspoon men nở không cũng được. Hoặc là các bạn làm không cái baking powder á, mà baking powder thì nhớ là loại double nghe. Tại vì mình để lâu á, 3 4 tiếng mình nếu mình làm single là coi như là nó mất tác dụng rồi. Mình cắt mỗi cái dây này khoảng là 2 cm. Mình chia ra làm 8 miếng vậy. Còn nếu làm men không á là ra cái bánh của mình á nó dẻo hơn nhưng mà nó cái ruột nó hơi đặc hơn cái bằng baking powder không. Còn mình trộn cả hai cái lại á, thì nó cái bánh ra mình thấy là nó ngon ngon nhất. Trong hồi nãy thì mình xài cái đồ cắt pizza, còn miếng sau nãy mình lấy cái miếng 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 cắt da này để mình cắt. Cho nên các bạn muốn cắt cái gì thì mình nhà mình có sẵn cái gì thì mình cắt cái đấy à, không bắt buộc đó. Cùng lắm mình lấy cái dao dao bình thường của mình là mình chặn xuống cũng cũng được, mình cắt nó cũng không có đều lắm đó. Cái cuối cùng thì hơi bự như lẽ ra có nhiều người họ chỉ lấy chiếc đũa họ quẹt nước vô ở giữa thôi á, nhưng mà mình quẹt vậy nó không có chính xác, mình quẹt vô giữa rồi khi mình ấn vô cái đường của mình á nó sẹo nó xiên. Mình quẹt như vậy, quẹt hết như vậy cũng không có sao hết. Cái này là mình làm cũng cũng dư thôi nhưng mà cho chắc ăn cho nó ấn xuống á, có nhiều khi mình chiên cắn rớt riêng ra thành ra mình lấy cái thước kia mình đè nó có sức mạnh hơn á. Tại vì mình cắt hơi nhỏ chứ còn không thôi mình lấy cái cán dao mình đè lên cũng được. Mình cắt cái sợi nó tại vì nó nhẽo quá, nó không có men ở trong đó á. Thế rồi nó nhẽo nhẽo cái mình làm cắt bự rồi mình kéo kéo rồi chặt nó cũng ốm lại. Các bạn nhớ ấn cái khi mà mình xài cái cây mà sau thịt đó mình ấn cho thiệt chặt xuống á để chứ có còn thôi mình chiên nó bung ra, mình chiên bung nó ra nó nở không có đẹp bằng hai cái nó dính nhau á, mình thích ra hai cái chỗ dính nhau đó rồi nó bung hai bên lên nó giống như cái con bướm á, cái đường nổi của nó ra. Nếu mà làm bột nổi không á nó ra cái sợi đẹp lắm. Mình làm ra được 8 miếng á, 8 cái cháo quẩy. Bạn thấy mình thử cái cục bột đó mà nó không nổi lên, đáng lẽ ra mình bỏ lên đó là nó nổi, mà trong khi cái nồi của mình á phải nói là nó chuyển qua hot rồi cũng mà cỡ 1 phút rồi mình mới bỏ vậy đó. Cho nên chiên cái nồi này nó cũng hơi bị hạn chế.
Nhưng mà ra cháo quẩy thì cũng ngon, nhưng mà nó không đẹp bằng cái chiên cái deep fryer. Tại vì mình deep fryer mình control được nhiệt độ, control nó là sao ta? Kềm chế được cái nhiệt độ hả? Khi mình bỏ vô mình kéo dài nó ra chút. Có nhiều người họ kéo cái rồi họ bẻ hai cái đầu họ quắn lại một chút á, họ hơi sáng sáng. Rồi có nhiều người á, họ không có cho hai cái đầu nó dính, họ chỉ cho dính khúc giữa thôi để hai cái đầu nó tè ra. Mình thì thích nó dính vô hết từ đầu đến đuôi, nhưng mà có nhiều khi làm nó dính vô nhưng mà khi nó tung ra thì cũng có cái nhọn nhọn hai đầu á, cũng có duyên như là cái gì. Cái nhiệt độ mình nghĩ cái nhiệt độ cái nồi của mình này nó không có chính xác lắm, thành ra mình chiên cũng hơi lâu hơn và nở cũng không có. Bạn thấy cái cục bột mà mình thí nghiệm á, mình bỏ vô là lúc nó hot lâu lắm nha, mà nó không có nổi phồng lên liền. Nhưng mà cũng cũng ra cái cháo quẩy ăn cũng ngon, cũng nhưng mà mình vẫn thích nó ra cái hình con bướm á, tức là ở giữa nó dính với nhau rồi hai bên nó xè rồi có cái vân giống như cái vân cái cánh con bướm á, đó là cái đạt cái cháo quẩy. Nhưng mà có nhiều người mình thấy mình là họ làm ra ở trong hỏng hỏng nó cũng ăn cũng được thôi. Cái này là mình muốn tận dụng xài cái instant pot của mình á, thành ra cái tới mức tối đa. Và cái bột nổi với cái dít của mình á, mang nổi của mình á, mình xài cũng tối thiểu luôn, mỗi thứ có nửa teaspoon à. Các bạn nhớ nha, nếu mà không bỏ vô ở cái nhiệt độ để lên men nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà các bạn mà không có bỏ vô trong nồi IP mà yogurt như vậy á để ngồi á thì là phải là 3 4 tiếng đồng hồ hơn á. Nếu không có thì bạn bạn phải để qua đêm luôn, để trong tủ lạnh qua đêm luôn. Mà nói chung là chỉ cần mình dồn cái thể tích của cái bột mình để mình để mẫn đắp tăng gấp đôi lên thì được. Hoặc là khi mình chọt cái tay vô mà nó không bung lên lại á là coi như cái mang của mình hắn nở hết rồi. Mình nói cũng hơi nhiều, một chiều nay cũng hơi bị mệt tại ra vườn làm á, thành ra cái giọng cũng rành rành. Thôi cái video của mình chia sẻ với các bạn làm giò cháo quẩy đến đây là hết. À, để coi thử, để cắt ra cho coi thử, mình cắt ra rồi à. Đấy mình không biết mấy cái đó, nó cũng cái nó là nó ở giữa ấy, hai cái đầu cũng bị dính vô nhỏ, nhìn cũng được. Ok. Bye bye.